Ngay sau khi Bộ Y tế phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đã có một số tỉnh thành như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh, Hà Nam triển khai tiêm cho hơn 12.000 trẻ em. Tỉnh Hưng Yên cũng đã được phân bổ hơn 12.000 liều vaccine và sẵn sàng tổ chức tiêm cho các đối tượng này. Theo kế hoạch, sẽ có gần 162.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ở Hưng Yên thuộc diện tiêm chủng 12.600 liều vaccine vừa được Bộ Y tế phân bổ đợt đầu cho tỉnh Hưng Yên là vaccine Moderna. Sau khi tiếp nhận vaccine, Sở Y tế sẽ phân bổ cụ thể cho các địa phương. Ngày 19 tháng 4, Sở Y tế sẽ tập huấn hướng dẫn công tác tiêm chủng cho các đơn vị đối tượng liên quan. Về tổ chức tiêm ưu tiên bố trí điểm tiêm lưu động tại các trường học, cùng với đó là bố trí điểm tiêm cố định tại các trạm y tế tuyến xã, trung tâm y tế tuyến huyện và ba điểm tiêm tại Bệnh viện Đa khoa Hương Yên. Bệnh viện Đa khoa Phố Đối và Bệnh viện Sản Nhi Hương Yên để tiêm cho trẻ em thuộc nhóm thận trọng. Đến thời điểm này, các địa phương cơ bản hoàn thành việc giả soát, lập danh sách, lấy phiếu đồng ý tiêm chủng của cha mẹ và người giám hộ. Phấn đấu trong quý 2, tỉnh Hưng Yên sẽ cơ bản hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Riêng trẻ em đã mắc COVID-19 sẽ tổ chức tiêm sau 3 tháng khỏi bệnh.